có người bảo lãnh, một là Phùng Thế Anh, thứ hai là Nguyễn Thị Xuân. Tức là mẹ hôm nay là ký tá đầy đủ rồi đúng không? Em trai số được phải không? Rồi, trả lời nhé. Lao động Phùng Văn Cường, có người bảo lãnh là anh Phùng Thế Anh. Anh Phùng Thế Anh có số chứng minh thư nhân dân 132003003, cấp ngày 15/9/2012, do công an tỉnh Phú Thọ cấp đúng không? Xin hỏi anh Phùng Thế Anh, tại thời điểm hiện tại anh có quan hệ như thế nào với lao động Phùng Văn Cường? Anh trai ruột. Bố mẹ mình sinh mấy chị em? Cường là thứ mấy? Ba. À, Thế Anh là út à? Cường nó có vợ chưa? Vợ tên là gì? Lá Thị Ngoan. Lá Thị Ngoan. Hai vợ chồng có đăng ký kết hôn không? Hiện nay còn trong hôn nhân không? Ly hôn rồi à? Anh Phùng Thế Anh là em trai ruột hợp pháp, là người đại diện gia đình, anh có đồng ý cho anh trai ruột của anh là Phùng Văn Cường sang lao động xuất khẩu Đài Loan không? Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan thì Thế Anh và gia đình phải đóng cái phí xuất cảnh cho công ty Việt Hàn cũng là bao nhiêu tiền? 4.000 đô la Mỹ. Ngoài 4.000 đô la Mỹ ra phải đóng tiền khác cho mày không? Anh Phùng Thế Anh là em trai ruột hợp pháp, là người bảo lãnh hợp pháp cho em trai của anh là Phùng Văn Cường. Anh đã hiểu rõ trách nhiệm dân sự của anh về tư cách người bảo lãnh. Nếu như anh trai của anh sang Đài Loan mà vi phạm cái điều 3.900 của Thủ tướng Chính phủ, phá vỡ hợp đồng bỏ trốn ra ngoài, dụ dỗ lôi kéo người Việt Nam khác bỏ trốn, hết thời gian lao động bỏ trốn không về nước, anh phải bồi thường tổn thất cho nhà nước 100 triệu đô đồng, anh có đồng ý không? Anh hiểu rõ nội dung điều luật chưa? Có ai ép buộc thì anh em không? Tự nguyện đúng không? Tại thời điểm hiện tại này, sức khỏe và tinh thần của anh em có bình thường và minh mẫn không? À, xin cảm ơn, xong rồi. Anh thế anh ngồi lại rồi, anh Cường đi. Lao động Lường Thị Diệp. Lường Thị Diệp có người bảo lãnh là anh Lý Văn Ân. Anh Lý Văn Ân có số chứng minh thư nhân dân 095183615, cấp ngày 27/2/2012 do công an tỉnh Bắc Cạn cấp đúng không ạ? Xin hỏi anh Lý Văn Ân, tại thời điểm hiện tại anh có quan hệ như thế nào với lao động Lường Thị Diệp? Vợ chồng. Hai vợ chồng anh chị có đăng ký kết hôn không? Anh chị sinh được mấy người con rồi? Hai rồi. Anh Lý Văn Ân là chồng hợp pháp của lao động Lường Thị Diệp, là người đại diện gia đình. Anh có đồng ý cho vợ anh sang Đài Loan lao động xuất khẩu không? Để đi hợp đồng xuất khẩu Đài Loan thì vợ chồng anh phải đóng cái phí xuất cảnh cho công ty Việt Hàn bao nhiêu tiền? 3.300 đô. Ý. Ngoài phí trên ra phải đóng gì khác không? Anh Lý Văn Ân là chồng hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho vợ của anh là Lường Thị Diệp. Anh đã hiểu rõ trách nhiệm dân sự của anh về những cái quyền của lãnh. Nếu như vợ anh sang Đài Loan vi phạm điều 35.900 của Thủ tướng Chính phủ, anh phải bồi thường tổn thất 100 triệu đô đồng, anh đồng ý không? Anh hiểu rõ được từng luật chưa? Có ai ép buộc hay vợ chồng không? Cô Tư đúng không? Đấy. Tại thời điểm hiện tại này, sức khỏe và tinh thần của hai vợ chồng có bình thường và minh mẫn không? Em có bình thường và minh mẫn không? À, xin cảm ơn. Xong rồi. Mời cô Tư. Xin mời Nguyễn Thị Hoài Thương. Lao động Nguyễn Thị Hoài Thương có người bảo lãnh là Nguyễn Thị Thắng. Anh Nguyễn Vi Thắng có số chứng minh thư nhân dân 095185311, do công an tỉnh Bắc Cạn cấp ngày từ lâu ngày. Xin hỏi anh Nguyễn Vi Thắng, tại thời điểm hiện tại anh có quan hệ như thế nào với đồng Nguyễn Thị Hoài Thương? Em trai ruột. Em trai ruột. Bố mẹ mình sinh từ mấy chị em? 6. Thương là thứ mấy? Thứ 3. Thắng là thứ mấy? Thương nó có gia đình riêng chưa? Anh Nguyễn Huy Thắng là em trai ruột hợp pháp của lao động Nguyễn Thị Hoài Thương, là người được thay mặt bố mẹ đại diện gia đình. Anh có đồng ý cho chị gái ruột anh sang Đài Loan lao động xuất khẩu không? Có. Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan, Thương và gia đình phải đóng cái phí xuất cảnh công ty Việt Hàn là bao nhiêu tiền? Ngoài ra phải đóng gì khác không? Anh Nguyễn Huy Thắng là anh trai ruột hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho chị gái ruột của anh là Hoài Thương. Anh đã hiểu rõ trách nhiệm dân sự của anh về tư cách người bảo lãnh. Nếu như chị gái sang Đài Loan
mà phá gốc là bỏ trốn nước ngoài, xin giữ kéo người Việt Nam sang bỏ trốn, hết thời gian lao động bỏ trốn về nước, vi phạm cái điều 359 của Thủ tướng Chính phủ thì anh phải bồi thường 100 triệu đồng, anh có đồng ý không? Có. Anh hiểu rõ nội dung được luật chưa? Có ai ép buộc hai chị em không? Không. Tại thời điểm hiện tại này sức khỏe tinh thần của hai chị em có bình thường có minh mẫn không? Có. Cảm ơn. Sao rồi? Nguyễn Văn Tình là gì? Lao động Nguyễn Văn Tình. Lao động Nguyễn Văn Tình có người bảo lãnh là ông Nguyễn Văn Thích. Ông Nguyễn Văn Thích của tôi chứng minh thư nhân dân 161515833 cấp ngày 19 tháng 11 năm 2013 cho con tỉnh Nam Định cấp đúng không ạ? Con trả lời to nhé, không thể đầu. Xin hỏi bác Nguyễn Văn Thích tại thời điểm hiện tại có quan hệ như thế nào với ông Nguyễn Văn Tình? Cố điện. Bác Thích xin được bao nhiêu con? Tình là thứ mấy ạ? Tình nó có vợ chưa? Bác Nguyễn Văn Thích là bố đẻ hợp pháp của đối tượng Nguyễn Văn Tình, là người đại diện gia đình. Bác có đồng ý cho con trai bác sang Đài Loan lao động xuất khẩu không? Có. Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan thì bác phải đóng phí xuất cảnh cho con trai bác tại công ty Việt Hà là bao nhiêu tiền? 4.000 đô la Mỹ. Ngoài ra phải đóng tiền khác không? Bác Nguyễn Văn Thích là bố đẻ hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là Nguyễn Văn Tình. Bác là hiểu rõ trách nhiệm dân sự của bác và tư cách của bảo lãnh nếu như con trai bác sang Đài Loan vi phạm điều 35.095 của Thủ tướng Chính phủ, bác phải bồi thường tổn thất 100 triệu đồng. Bác đồng ý không? Có. Bác hiểu rõ được quy luật chưa? Có ép buộc hai bố con không? Không. Tại thời điểm hiện tại này sức khỏe và tinh thần của hai bố con có bình thường và minh mẫn không? Có. Xin cảm ơn, xong rồi ạ. Xin mời Lê Văn Phúc. Có hai người bảo lãnh nhưng mà chắc là bố này không muốn đi được đúng không? Lao động Lê Văn Phúc có người bảo lãnh thứ nhất là bác Lê Văn Dũng và thứ hai là bác Nguyễn Hoa. Bác Nguyễn Thị Hoa, xin hỏi bác Nguyễn Thị Hoa là bác Nguyễn Thị Hoa có số chứng minh thư nhân dân là 142272193 cấp ngày 7 tháng 3 năm 2003 cho con tỉnh Hải Dương cấp đúng không? Xin hỏi bác Nguyễn Thị Hoa tại thời điểm hiện tại bác có quan hệ như nào với lao động Lê Văn Phúc? Em vừa. Bác Hoa xin được mấy người con? Phúc nó có gia đình riêng chưa? Có rồi. Vợ tên là gì? Chu Thị Diễm. Chu Thị Diễm? Vâng. Hai vợ chồng có đăng ký kết hôn không? Có. Hiện nay còn trong hôn nhân không? Có. Thì Chu Thị Diễm là vợ hợp pháp của Phúc. Thì Diễm có đồng ý với Phúc đi sang Đài Loan lao động xuất khẩu không? Có. Ok. Xin hỏi bác Nguyễn Thị Hoa, bác là mẹ đẻ hợp pháp của đối tượng Lê Văn Phúc và là người đại diện gia đình. Bác có đồng ý cho con trai bác sang lao động xuất khẩu Đài Loan không? Để đi lao động Đài Loan này thì Phúc của gia đình phải đóng phí xuất cảnh cho công ty Việt Hà là bao nhiêu tiền? 4.000 đô la Mỹ. Ngoài ra phải đóng gì khác không? Đúng rồi. Bác Nguyễn Thị Hoa là mẹ đẻ hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là Lê Văn Phúc. Bác đã hiểu rõ trách nhiệm dân sự của bác về tư cách người bảo lãnh được quy định ở điều 35.095 của Thủ tướng Chính phủ chưa? Bác có đồng ý không? Bác hiểu rõ nội dung điều luật này chứ? Có ai ép buộc thêm mẹ con không? Không. Tại thời điểm hiện tại này sức khỏe và tinh thần của hai mẹ con có bình thường và minh mẫn không? Tôi. Xin cảm ơn, xong rồi. Xin mời Vũ Văn An. Vũ Văn An có người bảo lãnh là bác Lương Thị Hồng. Bác Lương Thị Hồng có số chứng minh thư nhân dân 132181750 cấp ngày 2 tháng 7 năm 2008 cho công an tỉnh Phú Thọ cấp đúng không ạ? Xin hỏi bác Lương Thị Hồng tại thời điểm hiện tại thì bác có quan hệ như thế nào với được Vũ Văn An? Mẹ đẻ. Bác Hồng sinh được mấy người con? An là thứ mấy ạ? An đã có vợ chưa? Bác Lương Thị Hồng là mẹ đẻ hợp pháp của lao động Vũ Văn An, là người đại diện gia đình. Bác có đồng ý cho con trai bác sang lao động xuất khẩu Đài Loan không? Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan thì bác phải đóng phí xuất cảnh cho con trai bác tại Việt Hà là bao nhiêu tiền? 4.000 đô la Mỹ. Ngoài ra phải đóng gì khác không? Bác Lương Thị Hồng là mẹ đẻ hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là Vũ Văn An. Bác đã hiểu rõ trách nhiệm người bảo lãnh của bác nếu như con trai bác sang Đài Loan vi phạm điều 35.095 của Thủ tướng Chính phủ thì bác phải bồi thường 100 triệu đồng. Bác đồng ý không? Bác hiểu rõ được luật chưa? Có ai ép buộc thêm mẹ con không?
tại thời điểm hiện tại này sức khỏe và tinh thần của hai mẹ con có bình thường hơn không? Xin cảm ơn, xong rồi. Xin mời lao động Nương Đức Long. Lao động Nương Đức Long có người bảo lãnh là lao động Nương Đức Bậc bác bỏ lao động Nương Bác Nương Đức Bấm có số chứng minh thư nhân dân 121-500-599 trước ngày 1/7/2001 do công an tỉnh Bắc Giang cấp, đúng không ạ? Xin hỏi bác Nương Đức Bấm tại thời điểm hiện tại thì bác có quan hệ như thế nào với lao động Nương Đức Long? Bác Bấm sinh được mấy người con? Long là số mấy ạ? Long có vợ chưa? Chưa. Bác Nương Đức Bấm là bố đẻ hợp pháp của lao động Nương Đức Long, là người đại diện gia đình. Bác có đồng ý cho con trai bác sang lao động xuất khẩu Đài Loan không? Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan thì gia đình mình phải đóng phí xuất cảnh của công ty Việt Hà là bao nhiêu tiền? 4.000 đô la Mỹ. Ngoài ra có đóng gì khác không? Bác Hương Đức Bấm là bố đẻ hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là Hương Đức Long. Bác đã hiểu rõ trách nhiệm cơ sở của bác về tư cách người bảo lãnh. Nếu như con trai bác sang Đài Loan vi phạm điều 35.000 của Thủ tướng Chính phủ, bác phải bồi thường 100 triệu lao động. Bác có đồng ý không? Bác hiểu rõ cái dung điều luật chưa? Có ai ép buộc thầy con không? Tại thời điểm hiện tại sức khỏe và tinh thần của hai bố con có được bình thường và minh mẫn không? Xin cảm ơn bác, xong ạ. Xin mời lao động Nguyễn Trọng Linh. Lao động Nguyễn Trọng Linh có người bảo lãnh là bác Nguyễn Thị Thoàn. Bác Nguyễn Thị Thoàn có số chứng minh thư nhân dân 150944171 cấp ngày 28/5/1985. Trước khi làm việc tiếp thì xin thưa bác là chứng minh thư của bác ấy hết hạn 2 lần rồi và nó vượt quá hơn 30 năm rồi. Chứng minh thư chỉ 15 năm thôi. Bác sau lần này bác về bác làm lại chứng minh thư mới. Khi có chứng minh thư mới bác chứng thực một bản ở tại địa phương đấy. Sau đó bác gửi bằng thư bảo đảm lên trên văn phòng đây một bản để lưu hồ sơ và cũng là để thuận lợi cho bác trong giao dịch hàng ngày nhé. Thì chứng minh thư 1985 này chắc là bác sinh năm 1966 gì đấy, 1967 gì đấy. Dạ. Mãi quá chứ chứng minh thư đổi nặng. Cái này lúc bây giờ con trai gửi tiền về cho chúng ta ngân hàng rút tiền. Chứng minh thư của bác ở tỉnh Tây Bình xuất thì rất là đắt thôi. Xin hỏi bác Nguyễn Thị Thoàn tại thời điểm hiện tại bác có quan hệ như thế nào với lao động Nguyễn Trọng Ninh? Mẹ đẻ. Bác Thoàn sinh được mấy người con? Ninh được thứ mấy ạ? Ninh có vợ chưa? Bác Nguyễn Thị Thoàn là mẹ đẻ hợp pháp của lao động Nguyễn Trọng Ninh và là người đại diện gia đình. Bác có đồng ý cho con trai bác sang lao động xuất khẩu Đài Loan không? Có. Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan thì bác phải đóng phí xuất cảnh con trai bác tại công ty Việt Hà là bao nhiêu tiền? 4.000 đô la Mỹ. Ngoài ra phải đóng gì khác không? Bác Nguyễn Thị Thoàn là mẹ đẻ hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là Nguyễn Trọng Linh. Bác đã hiểu rõ trách nhiệm tương sự của bác về tư cách người bảo lãnh. Nếu như con trai bác sang Đài Loan vi phạm điều 35.000 của Thủ tướng Chính phủ, bác phải bồi thường 100 triệu đồng. Có đồng ý không? Có hiểu rõ được chưa? Được chưa? Có ai ép buộc hai mẹ con bác không? Tại thời điểm hiện tại này sức khỏe và tinh thần của hai mẹ con bác bình thường và minh mẫn không? Vâng, xin cảm ơn bác. Xin mời lao động Trần Văn Tú. Lao động Trần Văn Tú có người bảo lãnh là bác Nguyễn Thị Hương. Bác Nguyễn Thị Hương chưa thích ghi số chứng minh thư này cho này cả. Và bác bổ sung sau nhé. Bác và gia đình đang ở tại Hà Nội đúng không? Xin hỏi bác Nguyễn Thị Hương tại thời điểm hiện tại có quan hệ như thế nào với lao động Trần Văn Tú? Bác Hương sinh được mấy người con? Tú là thứ mấy ạ? Tú có vợ chưa? Chưa. Bác Nguyễn Thị Hương là mẹ đẻ hợp pháp của lao động Trần Văn Tú, là người đại diện gia đình. Bác có đồng ý cho con trai bác sang lao động xuất khẩu Đài Loan không? Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan thì bác Hương phải đóng phí xuất cảnh cho Tú tại Việt Hà là bao nhiêu tiền? 4.000 đô la Mỹ. Ngoài ra phải đóng gì khác không? Bác Nguyễn Thị Hương là mẹ đẻ hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là Trần Văn Tú. Bác đã hiểu rõ trách nhiệm dân sự của bác về tư cách người bảo lãnh. Nếu như con trai bác sang Đài Loan có vi phạm điều 35.000 của Thủ tướng Chính phủ,
bác phải bồi thường tổn thất 100 triệu đô đồng, bác có đồng ý không? Bác hiểu rõ được không, được chưa? Bác ấy một hai mẹ con thôi. Tại thời điểm hiện tại này, sức khỏe và tinh thần của hai mẹ con có bình thường và minh mẫn không? Xin cảm ơn, xong rồi. Xin mời người cuối cùng, lao động Nguyễn Thị Nhung. Lao động Nguyễn Thị Nhung, người bảo lãnh là